Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với đồ án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kim Yến cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực. Hội nghị đã giới thiệu tổng quan về đồ án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn cũng như kết quả điều chỉnh. Thông qua tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị tổ chức cộng đồng dân cư nơi có di tích. 15 tham luận phản biện của các chuyên gia và nghiên cứu tại hội nghị tập trung vào việc bảo tồn lịch sử văn hóa của di tích khi triển khai thực hiện đồ án. Trong đó cần thiết phải lưu giữ lại những nét truyền thống, hồn cốt lâu đời, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi cũng cần quan tâm hơn đến những cái có nguy cơ sắp mất, khó phục hồi, đồng thời cần giải quyết hài hòa bài toán bảo tồn di tích, di sản trong sự phát triển bền vững, tránh tình trạng quá tải tại các điểm du lịch hoặc xu hướng thương mại hóa ở các điểm du lịch tâm linh. Về mặt lịch sử đó, thì đã các nhà khảo cổ học đã khẳng định ở đây có một cái cuộc sống loài người đó là khoảng từ 2.000 năm trở lại đây. Như vậy là văn hóa tiền sao hình. Như vậy ở đây thì xét về lịch sử là cũng cần bảo vệ, cho nên cái làm ở lên trên này cái gì đó tránh hết sức là những công trình nặng nề, đặc biệt là những công trình mà đào sới xuống ở phía dưới mình chưa có điều kiện khai quật toàn bộ thì nên giữ nguyên yên làm đất, nên tính toán cái đó là cũng phải tính. Cái yếu tố thứ ba là tôi bảo tồn lịch sử là tôi xin nói là ý đó. Các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh định hướng xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đối với các khu vực dân cư tiếp giáp, định hướng cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch sao cho phù hợp với tổng thể quy hoạch của đồ án. Các nhà ở của dân hầu hết là các địa điểm kinh doanh, nơi dừng chân nghỉ ngơi, mua sắm của khách du lịch, nên xem xét chọn một số dãy phố trọng điểm để cải tạo thành các dãy phố có kiến trúc bậc đứng hấp dẫn theo mẫu hướng dẫn phù hợp với thiên nhiên, truyền thống làng nghề nhằm tạo thêm sự hấp dẫn cho du khách. Có chính sách hỗ trợ kinh phí để các hộ dân có thể cải tạo lại mặt đứng kiến trúc nhà ở theo mẫu hướng dẫn nhằm nhanh chóng tạo được bộ mặt kiến trúc phố phù hợp với yêu cầu phục vụ du lịch trong khu vực đề án. Một số nội dung phản biện khác đáng chú ý như định hướng đối với kè sông Cổ Cò, mức độ ảnh hưởng dân số, tôn giáo, trong đó có nhiều ý kiến trực tiếp từ người dân nằm trong vùng quy hoạch đồ án. Hội nghị cũng nghe đánh giá tác động của đồ án đến quản lý ngành tài nguyên môi trường và ngành du lịch của thành phố.